câu chuyện chiếc trống sinh tử của nhà xuất bản mỹ thuật. Ngày xưa ở khu rừng nọ, có cây đa và cây sung ở gần nhau. Một hôm, có ba anh em nhà kia đi làm nương qua đấy, thấy sung chín đỏ bèn dừng lại trèo lên hái. Đang ăn, người anh cả trông thấy một cái trống to treo lủng lẳng trên cành đa bèn bảo hai em: "Trống thần kìa, các em nhìn lên cây mà xem, chúng ta xuống thôi không mắc tội đấy." Nói đoạn, người anh cả tụt ngay xuống, theo tay chỉ. Hai người em nhìn lên cây đa, thấy cái trống một đầu xanh một đầu đỏ. Sợ quá, người em thứ hai vội tụt ngay xuống đất. Người em út nói với hai anh: "Việc gì mà phải sợ." Nói xong, út hái sung ném vào mặt đỏ của trống. Trống kêu pung pung. Sau đó có tiếng ồm ồm từ trong cây phát ra: "Đứa nào quả gan nghịch trống của ta thế?" Hai người anh thấy thế, mặt tái mét sợ hãi run lẩy bẩy, nhưng út vẫn không sợ. Cậu nhìn cây đa tỉnh bơ và đáp: "Tôi đây." Thần cây đa hỏi: "Nhà ngươi muốn gì?" "Tôi muốn mượn trống, thần có cho tôi mượn không?" "Mày mượn làm gì?" "Để hỏi vợ." "Vậy lấy đi." Trống này đánh vào bên xanh làm cho người chết, đánh vào bên đỏ, người chết khắc sống lại. "Nhớ cho kỹ đấy, lấy được vợ xong đem trả trống cho ta." Cậu cắt dây mây buộc trống, cùng hai anh khiêng trống về nhà. Ba anh em đi ra khỏi rừng được một đoạn thì trời nhá nhem tối, trông thấy có ánh lửa trong hang đá. Họ bèn lần tới. Trong hang có ba cô gái xinh đẹp, một cô giật vải, một cô may áo, còn cô nhỏ nhất đang nấu cơm. Cậu út cất tiếng vồn vã: "Các cô gái ơi, chúng tôi đi làm nhưng không kịp về nhà, các cô làm ơn cho chúng tôi nghỉ nhờ qua đêm nhé." Một cô bảo: "Đây là hang cọp, chúng tôi bị bắt về đây làm nô lệ cho chúa cọp đã lâu, các anh đi ngay đi, kẻo cọp về thấy." "Chúng không tha mạng cho các anh đâu." Út bảo: "Cọp thì có gì đáng sợ." Ba chàng trai lấy lá trải xuống ngóc hang, nằm lăn ra ngủ. Nửa đêm cọp đi kiếm mồi về, người thấy hơi người lạ, nó hỏi các cô: "Các cô giấu ai trong hang thế, đem ngay ra cho ta ăn thịt." Chàng út nằm trong hang không ngủ được, nghe tiếng lao sao ở bên ngoài liền lắng tai nghe. Khi biết đầu đuôi câu chuyện, chàng vùng dậy chạy ra quát lớn: "Con cọp kia, răng mày to bằng chừng nào mà đòi ăn thịt chúng tao?" Rồi cọp nhe nanh, răng cửa của nó to bằng quả chuối hột. Út cười nhạt, liền lấy lưỡi cày ra, thấy lưỡi cày vừa to vừa nhọn, cọp sợ quá đứng im không động đậy. Út bảo: "Vuốt mày sắc thế nào, đưa chúng tao xem." Cọp chìa móng. Út chê: "Bé thế, cún thế, làm gì nổi ai, xếp móng tay tao đây này." Nói rồi chàng đưa chiếc hái ra, cọp sợ xanh mặt: "Đuôi mày thì đựng mấy gan, có giỏi đọ với đuôi của tao." Cọp chìa đuôi ra: "Đuôi mày ngắn cũn, đổi mũi không xong còn làm được việc gì, xem đây." Nói đoạn chàng thò cuộn dây mây dài ra tận ngoài hang. Cọp hoảng quá, thấy cái gì của mình cũng kém người. Cọp cố trấn tĩnh, gầm lên một tiếng vang động cả vách núi. Đá lở, bụi bay mù mịt. Cọp nói: "Đã nghe tiếng ta gầm chưa? Nếu mày không kêu to được như thế thì phải nộp mạng cho ta." Chàng út lấy trống gõ vào mặt xanh. Tiếng trống vừa dứt, cọp lăn quay ra chết. Cọp chết, ba cô gái xinh đẹp được anh em chàng út đưa về làng. Ba anh em mỗi người cưới một cô làm vợ. Nghe tin ở đâu có người chết là họ mang chồng đến cứu người chết sống lại. Thấy út đã cưới vợ, nhớ hẹn cũ, thần ta đến đòi trống về. Từ đấy ba chàng không cứu thêm một người nào nữa. Tuy nhiên đã thành lệ, cứ mỗi khi đưa ma cung tế, người ta đều khua chiêng gõ trống. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em nhé. Bye bye.